trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lối, con nên kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương, Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thắng vào Chúa.
Chúa